Với Man United, FA Cup là cơ hội duy nhất để họ giành được danh hiệu trong mùa giải năm nay. Tất nhiên, để giành được chức vô địch thì họ cần phải vượt qua mọi đối thủ, mọi chướng ngại trên đường đến với Wembley. Nhưng ít nhất nếu thần may mắn có thể mỉm cười thì đoạn đường của họ đến trận chung kết sẽ bớt chông gai hơn đôi chút nhỉ. Nhưng không, những lá thăm bay rủi đã đưa thầy chó luyện viên Erik ten Hag đụng độ với một trong những đối thủ đáng sợ nhất ở thời điểm này, Liverpool. Đoàn quân huấn luyện viên Jurgen Klopp đang hướng đến Quán 4 và FA Cup là một trong những mục tiêu trọng điểm của họ. Còn Quỷ Đỏ thì liệu cơ hội nào sẽ đến với họ để giành danh hiệu duy nhất của mùa giải năm nay? Rạng sáng nay, Quỷ Đỏ đã có chuyến làm khách đến sân của Nottingham Forest trong trận đấu thuộc vòng 5 của FA Cup. Tiếp tục là màn trình diễn thiếu sức sống từ đội bóng áo đỏ, nhưng sự khác biệt đã được tạo ra nhờ một khoảnh khắc. Cú đánh đầu của Casemiro ở phút 89 đã giúp Man United hai việc. Thứ nhất, họ không bị bào quá nhiều sức trước khi bước vào cuộc đấu với Man City. Thứ hai, Quỷ Đỏ đã ghi tên mình vào vòng tứ kết của FA Cup bằng một chiến thắng. Nhưng như thường lệ, cách Man United giành chiến thắng lại không thực sự thuyết phục. Trong đó, Marcus Rashford được bố trí đá vị trí số 9 ở trận này, bị đích thân Alan Shearer lên tiếng chỉ trích. Trong chương trình bình luận của đài truyền hình BBC, cựu tiền đạo người Anh đã có những lời lẽ nhắc nhở với hậu bối sau một tình huống Rashford đòi trọng tài của phạt đền. Thôi nào, đứng dậy đi và đừng có vẫy tay liên tục như thế, cậu ta có thể thi đấu nỗ lực hơn thế này rất nhiều. Rashford cứ làm như vậy, như kiểu là truyền thông điệp đến các cổ động viên. Đây không phải là lỗi của tôi đâu. Với một cá nhân, bạn cần phải đứng dậy và nhận trách nhiệm, và Rashford cần phải làm như vậy. Nhìn chung, đây không phải một màn trình diễn quá thuyết phục của nửa đỏ thành Manchester. Điều duy nhất các cổ viên của họ có thể vui mừng là một chiến thắng từ bàn thắng muộn của Casemiro. Thực tế, đoàn quân của Erik ten Hag nhập cuộc khá tự tin khi kiểm soát phần lớn thời lượng bóng và tạo ra một vài cơ hội ngon ăn. Đáng chú ý nhất là pha đặt lòng đưa bóng đi đúng vào xà ngang của Antony ở phút thứ 8. Trong khi đó, Nottingham Forest cũng cho thấy sự nguy hiểm của mình khi tạo ra được một vài tình huống phản công chớp nhoáng. Nhưng những chân sút của đội chủ nhà lại thiếu sắc bén trong những pha dứt điểm cuối cùng và chấp nhận khép lại hiệp 1 với tỷ số hòa không đều. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà sau giờ nghỉ, Man United bất ngờ thi đấu trùng xuống và để cho Nottingham Forest ép sân. Nếu tận dụng tốt những cơ hội, đội chủ nhà hoàn toàn có thể chọc thủng lưới của Onana trong hiệp 2. Những tưởng trận đấu sẽ bước vào hiệp phụ khi thời gian chuẩn bị điểm sang phút 90 thì tình huống tỏa sáng của Casemiro khi đánh đầu tung lưới Nottingham Forest sau đường dọn cỗ của Bruno Fernandes đã giúp Man United có bàn thắng muộn. Những phút ít ỏi còn lại là không đủ để thầy trò Nuno Santo có bàn thắng gỡ hòa. Chung cuộc, Man United giành thắng lợi với tỷ số tối thiểu 1-0 trước Nottingham Forest, qua đó giành tấm vé vào tứ kết FA Cup. Cách Quỷ Đỏ chiến thắng quả là khiến người hâm mộ của đội bóng khó có thể hài lòng. Dẫu vậy, bất chấp những chỉ trích của các cổ động viên, huấn luyện viên Erik ten Hag không ngần ngại phản pháo lại những lời chỉ trích, cho rằng Man United thiếu sự ổn định. Ông nói, chúng tôi đã duy trì sự ổn định, chúng tôi chỉ thua một lần vào năm 2024 nên chúng tôi thực sự ổn định. Điều đó không dễ dàng khi bạn có quá nhiều những cầu thủ vắng mặt, đặc biệt ở hàng hậu vệ. Tôi rất tự hào vì chúng tôi đã có vé vào tứ kết FA Cup. Chúng tôi đã làm được, mọi chiến thắng được quan trọng, nhưng tôi thực sự ấn tượng với cách cầu thủ phục hồi sau trận thua Fulham. Ngoài ra, Antony tiếp tục là tâm điểm về sự thất vọng trong trận đấu này. Cầu thủ người Brazil đã bị thay ra sau 72 phút và anh rõ ràng là không hài lòng với quyết định này của ban huấn luyện. Có vẻ như sự nghiệp của Antony khó có thể quay trở lại như trước, dù cho huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn đặt niềm tin rất lớn nơi chân sút sinh năm 2000. Chiến thắng đưa họ vào vòng tứ kết của FA Cup và đây mới là thử thách thực sự khó nhằn. Nhưng lá thăm may rủi đã đưa Man United đụng độ Liverpool, đối thủ không nhiều đội muốn gặp ở thời điểm hiện tại. Trong khi những đối thủ khác được coi là vừa miếng hơn với Man United như là Wolves, như Coventry City, Leicester hay Newcastle đều gặp những câu lạc bộ khác, thì Quỷ Đỏ lại đấu với thú dữ ngay ở vòng tứ kết. Đúng là đèn hết chỗ nói. Trong một trạng thái bình thường, Liverpool đã đủ sức gây ra mọi khó dễ với Man United. Đừng nói đây là một Liverpool đang hướng tới cú ăn 4 trong mùa giải cuối cùng của Jurgen Klopp. Khi mà người hâm mộ của Man United còn chưa kịp tận hưởng niềm vui với chiến thắng có nhiều vết gợn của đội nhà, thì họ đã phải lo lắng gần như ngay lập tức, bởi lá thăm vào tứ kết oái oăm thay lại trúng ngay Liverpool. Ra sân với đội hình trẻ trung ở vòng này, The Kop vẫn dễ dàng hủy diệt Southampton với tỷ số 3-0 để ghi tên mình vào tứ kết. Cuộc đụng độ sắp tới giữa hai đại kình địch nước Anh hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn. Đội chủ sân Old Trafford sẽ cần cố gắng rất nhiều trước kình địch truyền kiếp của họ để hy vọng về một mùa giải có danh hiệu, khi mà FA Cup là giải đấu còn lại mà Erik ten Hag có thể hy vọng. Bởi rõ ràng ở ngoại Anh, một vị trí trong top 4 còn chưa phải điều khả thi, chứ chưa nói đến việc cạnh tranh ngôi vương với Liverpool, Man City và Arsenal.
Dù phải đối đầu với một đối thủ mạnh như huấn luyện viên Erik ten Hag, không những không cảm thấy run sợ mà ông còn tỏ ra vô cùng thích thú về điều ấy. Có rất nhiều đội bóng tốt ở Premier League và Liverpool đang đứng đầu, nên đó là một thử thách lớn. Chúng tôi thực sự mong chờ vì đây là một trận đấu tuyệt vời, nhưng trước tiên chúng tôi phải hướng tới trận đấu vào Chủ nhật. Chúng tôi muốn giành chiến thắng trong mọi giải đấu nên trận nào cũng vô cùng quan trọng. Người hâm mộ xứng đáng theo dõi một đội bóng đang chiến đấu và thể hiện niềm đam mê, khát khao của họ. Những trận đấu tuyệt vời sắp diễn ra, đội bóng này, những gì họ thể hiện hôm nay thật tuyệt vời, nhưng họ phải thể hiện điều đó ở mọi trận đấu, ở mọi tình huống, bạn luôn phải tìm cách để giành chiến thắng. Hôm nay chúng tôi đã làm được điều đó. Lần cuối cùng hai câu lạc bộ này gặp nhau ở FA Cup là một khoảnh khắc đi vào lịch sử của Manchester United. Khi vào tháng 1 năm 1990, Sir Alex Ferguson đang đấu tranh để cứu lấy công việc của mình sau một chuỗi kết quả đáng báo động. Và rồi Mark Robin với pha làm bàn bằng đầu đã giữ lại chiếc ghế cho vị huấn luyện viên huyền thoại người Scotland, khởi đầu cho một kỷ nguyên thành công bậc nhất lịch sử. Và liệu rằng đó có phải là điểm báo mang tới tin tốt cho Erik ten Hag và các học trò hay không? Thì rất có thể danh hiệu FA Cup mùa này sẽ là cơ hội để chiến lược gia người Hà Lan trụ lại nhà hát của những giấc mơ. Hãy cứ nhìn vào đội hình ra sân của đội bóng thành phố cảng ở rạng sáng nay là biết. Lại một lần nữa, Jurgen Klopp điền tên rất nhiều cầu thủ trẻ trong trận đấu này. Cuối cùng họ là những người lên tiếng để đưa Liverpool đến chiến thắng. Với những pha lập công của Lewis Coman, Jadon Dantz, hai cầu thủ năm nay mới 18 tuổi. Tất nhiên đối thủ của họ chỉ là một Southampton. Dù vậy, những gì đội bóng của Liverpool trình diễn cũng thực sự để lại nhiều dấu ấn. Liverpool đang duy trì được sự thăng hoa mạnh mẽ ở mùa giải hiện tại sau khi đánh bại Chelsea ở chung kết Carabao Cup vào cuối tuần vừa qua. Đoàn quân huấn luyện viên Jurgen Klopp đã giành chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Southampton ở vòng 5 FA Cup dù họ thi đấu với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ. Đội chủ sân Anfield tiếp Southampton với đội hình có tới một nửa là những cầu thủ trẻ: Louis Koumas, Bobby Clark, James McConnell, Conor Bradley, Jordan Kwanza đang ở độ tuổi từ 19 đến 21 và chưa từng đá chính ở Liverpool hoặc ít khi được huấn luyện viên Jurgen Klopp sử dụng. Tuy nhiên, họ đã có mặt trong đội hình xuất phát khi thi đấu với Southampton. Đáng chú ý, trung vệ Joe Gomez được đẩy lên đá tiền vệ, trong khi Raren Konsa đá cặp trung vệ với Virgil van Dijk. Lewis Koumas mới 18 tuổi được xếp đá tiền đạo trung tâm. Các nhân tố khác từ 21 tuổi trở xuống trải đều trên 3 tuyến. Với một đội hình gồm nhiều gương mặt trẻ, đội chủ nhà nhập cuộc đầy khó khăn, Southampton chơi tốt hơn khi đội khách có được sự kết dính tốt. Trong 45 phút đầu tiên, một lần lưới của Liverpool rung lên, nhưng bàn thắng của Southampton không được công nhận vì lỗi việt vị. Bóng cũng một lần chạm cột dọc khung thành của Kelleher văng ra ngoài. May mắn mỉm cười với đội chủ nhà khi Koumas dứt điểm từ trung lộ, bóng đập chân cầu thủ Liverpool đổi hướng đi vào lưới, khiến thủ thành Lanley không thể cản phá. Liverpool bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 1-0 dù chơi không thực sự hay hơn đối thủ. Bàn thắng ở cuối hiệp 1 giải tỏa áp lực cho các cầu thủ trẻ bên phía đội chủ nhà. Trong hiệp 2, Liverpool chơi tốt hơn hẳn và không còn khiến Kelleher phải vất vả như trong hiệp 1. Tạo được thế trận tốt, các bàn thắng đến với Liverpool như một kết quả tất yếu. Đáng chú ý nhất là sự tỏa sáng của Sam Mai năm nay mới 18 tuổi, Jadon Dantz. Cầu thủ này tự tin lốp bóng khi đối mặt thủ môn bên phía Southampton. Nhân đôi cách biệt cho lữ đoàn đỏ, anh cũng là người ấn định trận đấu với pha đệ bóng cận thành sau khi Lumley đẩy cú dứt điểm của một cầu thủ Liverpool trước đó. Sau những thể hiện ấn tượng khi được tung vào sân ở trận chung kết Carabao Cup gặp một đối thủ đang chơi ở giải Championship như là Southampton, là một cơ hội quý giá để dàn giao trẻ của Klopp tích lũy kinh nghiệm. Không cầm bóng vượt trội, nhưng những nhân tố trẻ của The Kop đã sớm thể hiện được chất Klopp với lối chơi nhiệt huyết. Họ tung ra đến 18 pha dứt điểm trong cả trận đấu và hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này. Với việc gặp nhau vòng tứ kết FA Cup, Liverpool và Man United sẽ liên tiếp có hai cuộc đụng độ trong vòng một tháng. Hãy nhìn vào lịch thi đấu của Quỷ Đỏ trong giai đoạn giữa tháng 3, đầu tháng 4 mà xem. Nào là Man City, là hai trận đấu với Liverpool, là Chelsea đều đang chờ đợi họ. Trong bối cảnh Man United đang cần đua top 4, đây là lịch thi đấu quá căng cho thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag. Còn với Liverpool, điều đáng sợ nhất với họ là mật độ thi đấu. Từ nay đến giữa tháng 4, đoàn quân huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ phải chơi bóng với mật độ 3 ngày đến 4 ngày một trận. Vị chiến lược gia người Đức rất giỏi trong việc liệu công gắp mắm, nhưng chỉ cần một ca chấn thương nào đó của các trụ cột, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Gặp nhau tại tứ kết FA Cup, cả Man United và Liverpool đều rất khát khao giành chiến thắng. Như đã nói với Quỷ Đỏ, đây được xem là đấu trường khả thi nhất để họ không kết thúc mùa giải với hai bàn tay trắng. Dẫu vậy, phong độ phập phù cùng những chấn thương liên tiếp nơi đội hình khiến nửa đỏ thành Manchester khó có thể duy trì sự ổn định. Sự mất mát lớn nhất của đội bóng này ở những trận đấu gần đây là trường hợp của tiền đạo Rasmus Højlund. Đó không chỉ là việc Højlund ghi 6 bàn trong 5 trận Premier League gần nhất trước khi phải ngồi ngoài trận Fulham vì chấn thương. Sự hiện diện của một trung phong đúng nghĩa như anh còn giải phóng áp lực để những cầu thủ tấn công khác như Marcus Rashford, Alexander Garnacho, Bruno Fernandes hay Scott McTominay cũng có cơ hội ghi tên mình vào danh sách ghi bàn của Manchester United.
Sơ đồ vận hành hàng công của Man United gặp trục trặc nghiêm trọng chỉ vì thiếu một mắt xích đang vào form như là Højlund. Anthony Martial được mặc định là phương án B cho tiền đạo người Đan Mạch cũng đang phải làm bạn với giường bệnh. Điều này buộc huấn luyện viên Ten Hag phải sử dụng lựa chọn không hề mong muốn nhất, kéo Rashford vào đá như một số 9. Tiền đạo 26 tuổi này cảm thấy tù túng, ngột ngạt và khó chịu khi là trung tâm nơi hàng công Man United. Và ở hành lang cánh ngoài Garnacho thì Anthony hay Samuel Forsen gần như không tạo ra bất kỳ một dấu ấn nào khi có mặt trên sân. Đó là lý do khiến Ten Hag đang rất kỳ vọng và chân sút người Đan Mạch có thể quay trở lại trong trận đấu quan trọng sắp tới. Ở bên phía đối diện, nếu nói về chấn thương, Liverpool cũng chẳng khá hơn là bao. Trong trận chung kết Carabao Cup với Chelsea, Gravenberch dính chấn thương mắt cá trong hiệp 1 và thậm chí được đưa ra sân bằng cáng. Huấn luyện viên Jurgen Klopp cho biết Gravenberch bị tổn thương dây chằng, sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 trận. Ngoài ra, một số cái tên cũng chưa chắc đã hoàn toàn bình phục như là Darwin Núñez, Mo Salah hay là Szoboszlai. Dù đến Trent Alexander-Arnold, Thiago Alcantara và thủ môn Alisson Becker là những cầu thủ quan trọng khác mà huấn luyện viên Jurgen Klopp không thể sử dụng trong những tuần gần đây, nhà cầm quân người Đức có thể sẽ phải tiếp tục dựa vào những cầu thủ trẻ mà ông đang đặt niềm tin ở hai trận đấu gần nhất. Với những sao mai này, họ có cho mình nhiệt huyết và tinh thần thi đấu đáng nể phục. Những kinh nghiệm và sự ổn định luôn là vấn đề với cầu thủ trẻ, và nếu Man United có phương án để đối phó với họ, The Kop hoàn toàn có thể gặp khó ở trận tứ kết tới đây. Cơ hội giành chức vô địch duy nhất trong mùa này của Man United đã hẹp đi đáng kể, trong khi khả năng ăn 4 của Liverpool cũng sẽ gặp nhiều thách thức. Nhìn chung, tứ kết FA Cup sẽ rất đáng để theo dõi khi cả hai đội bóng đều thể hiện quyết tâm cao nhất để giành chiến thắng. Hãy cùng chờ xem đâu là câu lạc bộ có thể có được điều mình cần. Cảm ơn đã cùng đồng hành với Phút Bù Giờ ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.